Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Là Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 83 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 83 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Diệp Húc đáp ứng điều kiện đưa Hiên Viên Như Nguyệt rời khỏi Hiên Viên gia, đi ra thế giới bên ngoài. Hiên Viên Như Nguyệt mặt mày hớn hở, hết sức cao hứng, liền ngoắc tay với Diệp Húc. Tống Công Đức đứng ở một bên, thấy hai người trịnh trọng ngéo tay, trong lòng của hắn không khỏi ai thán. Diệp lão đệ à, Diệp lão đệ, người bắt cóc hay vị công chúa Thiên Đô Cung thì cũng đành thôi, nếu tiếp tục bắt cóc tiểu nguyệt như của Hiên Viên gia, thật sự là không thể chịu nổi nữa rồi. Sau một lúc lâu, bên trong hư không kính, một đạo tinh quang phun ra, tống xuất Lý Huyền Tố ra khỏi bà hồn giới trong kính. Lão nhân Hiên Viên gia phụ trách trông coi hư không kính trầm giọng mà nói: "Tiểu Thiên Vương không hổ là thiên tài của đại đường, tam dương cảnh thuần dương tứ phẩm tu vi mà đánh tới đệ lục quan, thật là đáng mừng, đáng mừng." Mọi người đều tiến lên chúc mừng. Lý Huyền Tố nhất nhất đáp lễ, ngạo nghễ mà nói: "Diệp thiếu báo, người tuyệt đối không ngờ được rằng ta sau khi thua trong tay ngươi, thực lực lại không có lùi bước, ngược lại còn tinh tiến hơn nhiều. Chỉ cần ta tìm được một kiện vũ bảo tốt nhất, lần sau gặp ngươi chính là tử kỳ của ngươi rồi. Ta muốn đem hết thảy sỉ nhục của ngươi trả lại hết cho ngươi kìa." Hiên Viên Như Nguyệt nhìn thế vậy liền bĩu môi nhỏ giọng nói: "Người kia thực lực không cao, thế nhưng giọng điệu thực dọa người. Ta nghe nói hư không giới, hư không kính cực kỳ huyền diệu, mục cũng muốn thử một lần, nhìn xem chính mình có thể so sánh được với tư chất của đại phu bất diệt cảnh hay không." Lại một thiếu niên tiến lên đưa linh mạch bậc 4 qua cho. Lão nhân ngẩng đầu nhìn người nọ, không khỏi biến đổi sắc mặt, chỉ thấy thiếu niên này đầu đội vương miện, mặt như thoa phấn, một kiện hoàng bào màu vàng, thêu tam túc kim ô và long phượng sơn hải, 12 loại văn chương cực kỳ hoa lệ và tôn quý. Lão giả vội vàng đứng dậy nói: "Ồ, hóa ra là đệ tử của Đông Hoàng gia, không biết Đông Hoàng tiểu ca tính toán khiêu chiến cảnh giới nào đây?" Người thiếu niên này đúng là Đông Hoàng Mục, khẽ mỉm cười trầm giọng mà nói: "Ta tính toán khiêu chiến tam dương cảnh dương thần cửu phẩm của này." "Đông Hoàng tiểu tướng quân đã tu luyện tới dương thần cửu phẩm sao? Hắn mới có bao nhiêu tuổi chứ, đã có thành tựu kinh nhân bậc này rồi sao?" Mọi người không khỏi hoảng sợ, cho dù là Diệp Húc trong lòng cũng khiếp sợ vạn phần. Lúc trước ở Việt Châu gặp được Đông Hoàng Mục, khi đó hắn mới trở thành vũ sĩ không bao lâu, mà Đông Hoàng Mục đã tu thành nguyên đan, với hắn mà nói giống như một người khổng lồ không thể địch lại. Trong khoảng thời gian này hắn liên tục có kỳ ngộ, lúc này mới có thể tiến vào cảnh giới tu vi này, tu luyện tới ảo thai ngũ phẩm, tốc độ cực nhanh làm cho người ta phải trố mắt. Không nghĩ tới tốc độ của Đông Hoàng Mục tu luyện không chậm chút nào, từ nguyên đan kỳ rõ ràng tiến tới dương thần kỳ. Diệp Húc cẩn thận hồi tưởng, dường như mỗi lần gặp được Đông Hoàng Mục, người này tu vi đều bay vọt, thủy chung tu vi của hắn vẫn phía trước Diệp Húc xa xa. So sánh với Đông Hoàng Mục, tư chất của Lý Huyền Tố quả thực không đáng xách giày cho hắn. Đông Hoàng Mục tiến vào trong hư không kính, không tới 10 giây sau, từ trong kính nhảy ra, lại lấy một linh mạch bậc 4, trầm giọng mà nói: "Tiền bối, ta tính toán vượt cấp khiêu chiến hóa thần cửu phẩm." Lão nhân không khỏi biến sắc mặt, lên tiếng nói: "10 giây, Đông Hoàng tiểu ca là người đầu tiên chiến thắng hóa thân của Hạo lão tổ, tam bất diệt cảnh đại vu đồng cảnh giới, nhanh nhất từ khi khai mở hư không kính thế này. Tư chất và thực lực của ngươi thật sự là khủng bố mà. Tuy nhiên, hóa thần cửu phẩm chính là đại vu, chỉ sợ ngươi không thể qua được cửa này, cần gì phải lãng phí linh mạch như vậy?" Đông Hoàng Mục mỉm cười không nói. Lão nhân thấy thế, nhận lấy linh mạch mở ra hư không kính, chỉ thấy quang hoa hiện lên, Đông Hoàng Mục tiến vào trong kính. Lúc này hắn dùng thời gian rất dài, tiêu phí hơn nửa canh giờ mới từ trong hư không kính thoát thân mà ra, trên trán đầy mồ hôi, hiển nhiên đã cố hết sức bên trong hư không kính. Lần này ngay cả Diệp Húc cũng cảm giác được khủng bố, hắn biết rõ đại vu tam thần cảnh khủng bố thế nào. Đông Hoàng Mục không ngờ không cần sử dụng bất luận vu bảo nào, liên tiếp chiến thắng kiểu quan,
khiêu chiến hóa thân của Hiên Viên Hạo, tu vi hóa thần kỳ. Cái loại thủ đoạn này, Diệp Phúc tự hỏi mình liệu có làm được hay không đây. Dương thần kỳ đỉnh cao, chiến thắng hóa thần kỳ đỉnh cao, hơn nữa không sử dụng bất kỳ vũ bảo nào. Lão giả trong mắt tiên quang chợt lóe, trầm giọng mà nói: Đồng Hoàng tiểu ca, tư chất của ngươi xếp hạng trong vòng 3.000 năm nay, trong tất cả các vũ sĩ tuyệt đối có thể tiến vào trước 100. Không biết tiểu ca có tính khiêu chiến nguyên thần kỳ hay không? Đông Hoàng Mục lại lấy ra linh mạch, lắc mình tiến vào hư không kính. Không quá bao lâu, Đông Hoàng Mục bị tống khỏi hư không kính, mồ hôi đầm đìa khắp người, giống như trong nước chui ra vậy. Hắn cười nói: Hư không kính quả nhiên danh bất hư truyền, Mục đi chuyến này không tệ, được lợi quá nhiều, xin cáo từ. Hắn dựng thân nhảy lên, bay ra khỏi bảo hồn giới, chỉ năm xa, rời khỏi Hiên Viên Thế Gia. Đông Hoàng gia, Đông Hoàng Mục thật sự là thiên tài hiếm thấy. Tuy rằng chỉ khiêu chiến tới tam quan, nhưng liên tục chiến thắng hai vị đại vua nguyên thần kỳ. Cái tư chất này có thể vấn đỉnh cảnh giới vô hoàng được rồi. Lão nhân sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mà nói: Lấy thực lực dương thần kiều phẩm, không bận bất luận tu vi nào, vu bảo nào, chiến thắng hai vị nguyên thần kỳ đại vua, loại tư chất này trong 3.000 năm nay có thể xếp hạng trước 10. Dầm một tiếng, lão nhân tế khởi một tấm họa trục cuộn tròn, chỉ thấy bức họa cuộn tròn này bên trên đầy tên người, ước chừng có trên dưới hơn 100 cái, giống như một bảng xếp hạng. Lão nhân tâm niệm vừa động, tên của Đông Hoàng Mục xếp hạng thứ 10. Đây là hư không bảng, phàm là người tiến vào hư không kính đạt được chiến tích xa xỉ, Phong Gia Gia đều ghi lại danh hiệu của bọn họ ở trên bảng kia. Hiên Viên Như Nguyệt nhỏ giọng giải thích nói: Hư không bảng ghi ra những thiên tài xuất sắc nhất 3.000 năm nay, vốn ta cũng ở trên hư không bảng, thế nhưng hiện tại bị Đông Hoàng Mục chen ngang xuống rồi. Nàng căm hận mà nói: Xếp hạng trên ta đều là một ít tên biến thái, bọn họ người trên cơ bản đều có thể khiêu chiến tới thập quan, sau đó vượt cấp khiêu chiến. Như Nguyệt, tư chất của ngươi trước 100 đã là rất giỏi rồi. Diệp Phúc cẩn thận đánh giá, chỉ thấy xếp hạng thứ hai rõ ràng là Ứng Tông Đạo, thứ ba là Tinh Đế. Hai vị bá chủ này không biết tới đây từ khi nào lưu lại tên mình ở đây. Sau đó Diệp Phúc lại phát hiện ra rất nhiều cái tên xa lạ, cũng có không ít người quen bên trong, ví dụ như Vinh Lâm, Đặng Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực. Ngoại trừ ba người này ra, không có cao thủ nào khác của Hoàng Tuyển Ma Tông đứng ở trong đó. Mặt khác còn có Thủy Hoàng Đế, Triệu Chính, Vũ Đế Lưu Triệt, Thái Tông, lại có cả nhân tài mới xuất hiện như Thái Tử Hỷ, Thái Tử Sơ. Hắn cẩn thận đứng xem, những người ở trong đây lúc này đều đã là bá chủ hùng bá một phương, cũng có người đã trở thành đứng đầu các đại thánh địa, thành tựu phi phàm, hoặc là trở thành chúa tể một phương hoàng triều. Đương nhiên còn có không ít người đã tử vong, tỉ như Úc Khánh Sơn đã sớm chết trong tay Diệp Phúc. Hư không bảng này quả thực là một thiên tài bảng, ghi chép nhân vật thiên tài của 3.000 năm gần đây. Đương nhiên cũng không phải tất cả các thiên tài đều ghi trên bảng hư không này. Rất nhiều vô sĩ không tiến vào trong hư không bảng, nhưng vẫn đều là những nhân vật rất giỏi. Còn có người nào muốn thử một chút không? Lão giả Hiên Viên Phong chậm rãi nhắm mắt lại nói: Ta tới thử xem ảo thai nhất phẩm cảnh giới như thế nào. Tống Cao Đức vận chuyển nguyên công, thay đổi diện mạo, đi tới phía trước, đề lên một linh mạch bậc 4, chỉ cảm thấy đau đớn vạn phần. Người cười thế nhưng trong không cười nổi. Tuy rằng Hiên Viên gia thu phí rất đắt, nhưng có thể giao thủ với người có tư chất tam bất diệt cảnh mà nói, chính là kỳ ngộ khó mà có được. Cho dù là 4 điều linh mạch cũng tạm được. Tống Cao Đức tiến vào hư không kính, qua hơn nửa canh giờ mới thoát thân ra khỏi kính, mệt gần chết nằm ở trên mặt đất không động nổi khí lực. Hiên Viên Phong sắc mặt rung động, biến đổi sắc mặt nói: Tiểu ca này quả thực cũng là một nhân tài, không ngờ có thể khiêu chiến tới cửa Hạo lão tổ, cho dù bại cũng bại trong quang vinh, tư chất so với Lý Huyền Tố còn muốn tốt hơn. Xin hỏi tên họ của tiểu ca? Đám người Lý Huyền Tố còn chưa rời đi, nghe vậy sắc mặt biến đổi, trong lòng rất là khó chịu. Diệp Tân. Tống Cao Đức sợ nổi tiếng, uể oải thở hộc mà nói: Diệp Tân ư, chưa từng nghe qua. Hiên Viên Phong cảm thán nói: Hiện giờ người trẻ tuổi tư chất đều tốt đến kinh người, lúc trước có một Đông Hoàng Mục, hiện tại lại thêm Diệp Tân, tuy rằng không bằng Đông Hoàng Mục nhưng thành tựu tương lai tất không nhỏ. Tống Cao Đức trong lòng chửi thầm, chính hắn do chuyện của mình nhất. Hắn sở dĩ có thể khiêu chiến tới thập quan cũng không phải tư chất tốt như thế nào, mà là hắn đồng thời tu luyện Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh và Cửu Chuyển Nguyên Công, hai loại pháp môn. Thân thể rất mạnh, da thô thịt dày, tu vi dũng mãnh,
cũng không phải do tư chất tốt như thế nào. Kỳ thực tư chất của hắn còn kém Lý Huyền Tố, nhưng Diệp Húc truyền thụ cho hắn pháp môn phối hợp giữa kiểu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, khiến cho thực lực của hắn được nâng cao rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng nhanh chóng, vô hình chung nâng cao tư chất của hắn. Diệp Húc đi tới phía trước, đề lên một điều linh mạch bậc 4, mỉm cười nói: "Tiền bối, ta muốn khiêu chiến ảo thai cửu phẩm." Hiên Viên Phong lướt nhìn hắn một cái, chỉ thấy Diệp Húc quanh thân kim quang bao phủ, không thấy rõ bộ mặt. Tuy nhiên tu vi của hắn lại lướt mắt một cái nhận thấy rõ ràng, thản nhiên nói: "Người trẻ tuổi không cần phải tham vọng viển vông, tu vi của ngươi nhiều nhất là ảo thai ngũ phẩm, vẫn là khiêu chiến ảo thai ngũ phẩm thì tốt hơn, có thể nhìn ra được tư chất và tiềm lực của ngươi." Lý Huyền Tố ở bên cạnh cười nói: "Hiện nay mỗi người đều là thiên tài rồi sao, vừa lên là muốn vượt cấp khiêu chiến, không biết sống chết nữa." Một đệ tử của Hiên Viên gia hiển nhiên cũng là bạn tốt của hắn, cười ha hả mà chêm vào: "Kiêu ngạo, ngông cuồng cũng có nhiều người, tuy nhiên đại đa số mọi người sẽ bị đánh cho đầu rơi máu chảy, vẫn kiên định bước đi, cũng tốt thôi." Diệp Húc mắt đứt tai ngơ, nhét linh mạch vào trong tay của Hiên Viên Phong. Người trẻ tuổi thật là... Hiên Viên Phong khẽ lắc đầu, thúc giục hư không kính. Diệp Húc chỉ thấy hoa mắt, liền không tự chủ được mà rơi vào bên trong bảo hồn giới trong kính. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bảo hồn giới này cũng không lớn, chỉ có phạm vi 100 dặm, mặt đất bằng phẳng, thích hợp cho vũ sĩ chiến đấu. Một vũ sĩ ảo thai cửu phẩm xuất hiện, đỉnh đầu ảo thai, trong đó dưỡng dục một nguyên thần, hiển nhiên đã làm được trình độ nguyên thần hiển hóa, không khỏi phân trần liền tấn công tới hắn. Chết đi! Diệp Phúc há mồm giống to, vô tình tiếng gầm xung kích ra chung quanh, chỉ thấy thân thể của vũ sĩ kia đột nhiên phân liệt, cốt nhục tan rã, ảo thai nổ tung, nguyên thần dập nát, hóa thành một làn khói nhẹ, không ngờ bị một hống của hắn đánh chết đi. Lập tức lại có một vũ sĩ xuất hiện, thực lực dũng mãnh hơn người trước gấp đôi lần, Diệp Phúc cũng không thèm nhìn một cái, một hống đánh chết. Hóa thân của vũ sĩ trong hư không kính càng về sau càng mạnh, tuy nhiên thực lực của ảo thai cửu phẩm quả thực Diệp Phúc không để ở trong mắt. Trong thời gian ngắn, Diệp Húc khống chết liên tiếp 9 vị hóa thân vũ sĩ ảo thai cửu phẩm. Người trẻ tuổi, thực lực không kém, có thể khiêu chiến với ta. Một thanh âm truyền tới, chỉ thấy một lão giả đột nhiên xuất hiện, mỉm cười nói. Lão giả này chính là người luyện chế ra hư không kính, Hiên Viên Hạo. Không chịu nổi một kích, chết cho ta. Diệp Húc khá mồm giống lớn, làm cho hóa thân của Hiên Viên Hạo bị chấn tan xương nát thịt. Lúc bấy giờ, Lý Huyền Tố cùng mấy đệ tử Hiên Viên gia cùng các tân khách khác nhìn thấy Diệp Húc tiến vào trong hư không kính. Chưa đầy mấy giây đã thấy hào quang của hư không kính hiện lên, Diệp Húc lại xuất hiện, trong lòng không khỏi kinh ngạc vạn. Vượt cấp khiêu chiến, nói thì dễ hơn làm kìa. Một yêu tộc vũ sĩ cười ha hả nói. Không biết vị tiểu ca này khiêu chiến tới quan thứ mấy thì bị đẩy xuống đây. Thời gian ngắn như vậy, phân nửa là cửa thứ nhất đã bị đào thải rồi. Có người lắc đầu cười nói. Thật là tham vọng viển vông. Tống Cao Đức cũng nghi hoặc vạn phần. Hắn biết rõ thực lực của Diệp Húc cực kỳ hùng mạnh, thậm chí ngay cả đại vua tam thần cảnh cũng có 3 gã chết trong tay của hắn. Tuy nhiên bên trong hư không kính không thể sử dụng vua bảo, vô hình chung bị hạn chế đi thực lực của Diệp Húc rất nhiều. Ngay cả hắn cũng hoài nghi Diệp Húc có thể bị thua, bị đào thải ra không. Hiên Viên Phong vẻ mặt kinh hãi, giật mình mà nhìn Diệp Húc. Người khác không biết Diệp Húc trong thời gian ngắn ngủi khai thông toàn bộ các quan, nhưng hắn thân là người trưởng khống của hư không kính, trong lòng tự nhiên là rành mạch. Diệp Húc không giống với người khác tưởng tượng, ngay cả nửa cửa thứ nhất cũng không có vượt qua, mà là một đường quét ngang, một giống tung trời, trực tiếp làm cho các hóa thân vũ sĩ bên trong hư không kính bị giống chết. Thậm chí ngay cả hóa thân ảo thai cửu phẩm của Hiên Viên Hạo cũng bị một giống của hắn chấn vỡ. Cái loại thủ đoạn thông quan này sạch sẽ lưu loát, nhanh vô cùng, cho dù là Đông Hoàng Mục khai thông dương thần cửu phẩm cũng không có dũng mãnh như vậy. Không ít vũ sĩ vẫn lời ra tiếng vào, châm chọc không ngừng. Diệp Húc mắt đứt tai ngơ, lại lấy ra một điều linh mạch, mỉm cười nói. Ta lần này khiêu chiến tam dương cánh, thuần dương cửu phẩm. Tiểu tử này điên rồi, ảo thai ngũ phẩm, thuần dương cửu phẩm, ước chừng là 31 tiểu cảnh giới. Lý Huyền Tố lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ vừa rồi hắn bị đánh bại ngay ở cửa thứ nhất, bởi vậy muốn phá bĩnh, khiêu chiến trình tự rất cao để khiến cho mình nổi danh hay sao? Một đệ tử Hiên Viên gia cười nói. Hiên Viên Phong sớm dự đoán hắn sẽ tiếp tục khiêu chiến,
Những nhân vật thiên tài như thế này thường thường tự cho mình cực cao, tất nhiên phải tiếp tục khiêu chiến xuống, nhìn xem cực hạn của mình tới tận cùng là ở nơi nào. Hắn lại không ngờ Diệp Húc lại hô to như vậy, trực tiếp vượt qua Nguyên Thai Kỳ, chín trọng tiểu cảnh giới, Thần Dương Kỳ chín trọng tiểu cảnh giới, Thần Dương Kỳ tám trọng cảnh giới, mà trực tiếp khiêu chiến Thần Dương cửu phẩm. Người trẻ tuổi, người phải rõ ràng, khiêu chiến Thần Dương cửu phẩm với tu vi hiện tại của người mà nói, tương đương với ba đại cảnh giới, không phải là nhỏ đâu. Hiên Viên Phong trầm giọng nói, thành tích hiện giờ của ngươi đã có thể tiến vào trước trăm tên trên hư không bảng. Tuy rằng xếp hạng không được cao, nhưng là nhân vật cực kỳ xuất sắc rồi. Ta khuyên ngươi vẫn nên cụ thể một chút đi. Đi bước nào, chắc bước đó, trước khiêu chiến Nguyên Thai Kỳ thì ổn thỏa hơn kìa. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi ồ lên. Nghe ý tứ của Hiên Viên Phong, Diệp Húc khiêu chiến ảo thai cửu phẩm không hề chiến bại, ngược lại thắng giòn vang vô cùng. Đa tạ tiền bối đã quan tâm, văn bối tự có chừng mực. Diệp Húc nhét linh mạch vào trong tay của Hiên Viên Phong. Hiên Viên Phong lướt nhìn hắn một cái thật sâu, chỉ thấy chung quanh người hắn vẫn là kim quang bao phủ, thấy không rõ bộ mặt, trong lòng không khỏi nói thầm, tiểu tử này rốt cuộc là ai đây, sao lại lợi hại như vậy. Hắn mở hư không kính ra, thu Diệp Húc vào trong kính. Lúc này ta ngược lại muốn nhìn xem hắn liên tục vượt qua được hai đại cảnh giới có thể khai thông được thập quan hay không đây. Diệp Húc ở bên trong bảo hồn giới hư không kính chỉ thấy một gã vu sĩ thuần dương cửu phẩm đột nhiên xuất hiện. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, ma âm xung đãng mà đi, đánh thẳng tới người của vu sĩ kia. Chỉ thấy vu sĩ kia thân hình hơi hơi lay động, cũng không có chút thương tổn nào. Có chút thú vị, tuy nhiên vu sĩ thuần dương cửu phẩm bình thường trước mặt ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Vạn pháp yêu thú. Tống Cao Đức cũng nghi hoặc vạn phần, hắn biết rõ thực lực của Diệp Húc cực kỳ hùng mạnh, thậm chí ngay cả đại vô tam thần cảnh cũng có ba gã chết trong tay của hắn. Tuy nhiên bên trong hư không kính không thể sử dụng vô bảo, vô hình chung vì hạn chế đi thực lực của Diệp Húc rất nhiều. Ngay cả hắn cũng hoài nghi Diệp Húc có thể bị thua, bị đào thải ra không. Hiên Viên Phong vẻ mặt kinh hãi, giật mình mà nhìn Diệp Húc. Người khác không biết Diệp Húc trong thời gian ngắn ngủi khai thông toàn bộ các quan, nhưng hắn thân là người trưởng khống của hư không kính, trong lòng tự nhiên là rành mạch. Diệp Húc không giống với người khác tưởng tượng, ngay cả nửa cửa thứ nhất cũng không có vượt qua, mà là một đường quét ngang, một giống tung trời, trực tiếp làm cho các hóa thân vu sĩ bên trong hư không kính bị giống chết. Thậm chí ngay cả hóa thân ảo thai cửu phẩm của Hiên Viên Hạo cũng bị một giống của hắn chấn vỡ. Cái loại thủ đoạn thông quan này sạch sẽ lưu loát, nhanh vô cùng, cho dù là Đông Hoàng Mục khai thông dương thần cửu phẩm cũng không có dũng mãnh như vậy. Không ít vu sĩ vẫn lời ra tiếng vào, châm chọc không ngừng. Diệp Húc mắt đứt tai ngơ, lại lấy ra một điều linh mạch, mỉm cười nói, ta lần này khiêu chiến tam dương cánh thuần dương cửu phẩm. Tiểu tử này điên rồi, ảo thai ngũ phẩm, thuần dương cửu phẩm, ước chừng là 31 tiểu cảnh giới. Lý Huyền Tố lẩm bẩm nói, chẳng lẽ vừa rồi hắn bị đánh bại ngay ở cửa thứ nhất, bởi vậy muốn phá bĩnh, khiêu chiến trình tự rất cao để khiến cho mình nổi danh hay sao? Một đệ tử Hiên Viên gia cười nói, Hiên Viên Phong sớm dự đoán hắn sẽ tiếp tục khiêu chiến. Những nhân vật thiên tài như thế này thường thường tự cho mình cực cao, tất nhiên phải tiếp tục khiêu chiến xuống, nhìn xem cực hạn của mình tới tận cùng là ở nơi nào. Hắn lại không ngờ Diệp Húc lại hô to như vậy, trực tiếp vượt qua Nguyên Thai Kỳ chín trọng tiểu cảnh giới, Thần Dương Kỳ chín trọng tiểu cảnh giới, Thần Dương Kỳ tám trọng cảnh giới, mà trực tiếp khiêu chiến Thần Dương cửu phẩm. Người trẻ tuổi, người phải rõ ràng, khiêu chiến Thần Dương cửu phẩm với tu vi hiện tại của người mà nói, tương đương với ba đại cảnh giới, không phải là nhỏ đâu. Hiên Viên Phong trầm giọng nói, thành tích hiện giờ của ngươi đã có thể tiến vào trước trăm tên trên hư không bảng. Tuy rằng xếp hạng không được cao, nhưng là nhân vật cực kỳ xuất sắc rồi. Ta khuyên ngươi vẫn nên cụ thể một chút đi. Đi bước nào, chắc bước đó, trước khiêu chiến Nguyên Thai Kỳ thì ổn thỏa hơn kìa. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi ồ lên. Nghe ý tứ của Hiên Viên Phong, Diệp Húc khiêu chiến ảo thai cửu phẩm không hề chiến bại, ngược lại thắng giòn vang vô cùng. Đa tạ tiền bối đã quan tâm, văn bối tự có chừng mực. Diệp Húc nhét linh mạch vào trong tay của Hiên Viên Phong. Hiên Viên Phong lướt nhìn hắn một cái thật sâu, chỉ thấy chung quanh người hắn vẫn là kim quang bao phủ, thấy không rõ bộ mặt, trong lòng không khỏi nói thầm, tiểu tử này rốt cuộc là ai đây, sao lại lợi hại như vậy. Hắn mở hư không kính ra, thu Diệp Húc vào trong kính.
Lúc này ta ngược lại muốn nhìn xem hắn liên tục vượt qua được hai đại cảnh giới có thể khai thông được thập quan hay không đây. Diệp Phúc ở bên trong bảo hồn giới hư không kính chỉ thấy một gã vu sĩ thuần dương cửu phẩm đột nhiên xuất hiện. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, ma âm xung đãng mà đi, đánh thẳng tới người của vu sĩ kia. Chỉ thấy vu sĩ kia thân hình hơi hơi lay động, cũng không có chút thương tổn nào. Có chút thú vị, tuy nhiên vu sĩ thuần dương kiều phẩm bình thường trước mặt ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Vạn pháp yêu thú. Diệp Húc đứng thẳng bất động, đỉnh đầu hiện ra một quả ảo thai. Ảo thai thùng thùng rung động, giống như trái tim nhảy động. Trong đó đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, đột nhiên chụp thẳng tới vu sĩ kia. Tên vu sĩ kia rít gào, quát liên tục. Quanh thân thuần dương khí tràn ngập, trong lúc nhất thời che trời phủ đất đều là vô pháp. Thanh thế này còn lớn hơn vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc. Chẳng những muốn tiếp hắn một kích, thậm chí còn muốn phản kích, đánh trọng thương Diệp Húc. Đây là thực lực của vũ sĩ thần dương kiểu phẩm hay sao? Chỉ kém hơn Hoàng Khai Phục, Tô Mạch Phong vài phần. Diệp Húc một trường hạ xuống, nơi bàn tay đi qua, tất cả vô pháp đều bị tan rã như tuyết rơi, phân băng tan rã. Rầm rầm. Vũ sĩ này bị một trường nghiền nát, không còn tồn tại. Lập tức vũ sĩ thứ hai xuất hiện, thực lực mạnh gấp đôi vũ sĩ trước. Đối mặt với vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc, hắn không chút sợ hãi, một chiêu liền phá vỡ vạn pháp yêu thủ. Thực lực của hắn ngang hàng với cường giả như Hoàng Khai Phục. Diệp Húc chỉ dựa vào một ảo thai hoàn toàn không thể giải quyết được. Hơn nữa, vị hóa thân vu sĩ này ý thức chiến đấu hùng mạnh hơn vừa rồi rất nhiều. Một chiêu phá vỡ vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc lập tức phiên nhiên tiến lên, chân nguyên hóa thành cái chùy to như một ngọn núi đập mạnh xuống Diệp Húc. Một kích này của hắn gần như có uy năng của thần dương vu bảo vậy. Tốt, người có thể tiếp được 1/12 tu vi của ta, không biết có thể tiếp được 1/6 tu vi của ta hay không đấy. Diệp Húc vẫn theo cách cũ, một thức vạn pháp yêu thủ hướng tới cái chùy lớn mà chụp xuống. Hắn lần này vận dụng lực lượng của hai quả ảo thai, răng rắc một tiếng, làm cho cái chùy lớn lát bét. Yêu thủ hóa thành yêu quyền, một quyền đánh nát hóa thân vu sĩ này. Lập tức vu sĩ thứ ba xuất hiện, thực lực càng thêm hùng mạnh, càng thêm dũng mãnh, khiến cho Diệp Húc không thể không sử dụng tới quả ảo thai thứ ba được, đánh chết hóa thân của vu sĩ này. Những vu sĩ sau lại càng thêm dũng mãnh. Diệp Húc khiêu chiến tới cửu quan, hóa thân vu sĩ dũng mãnh thái quá, đã vượt qua đám người Hoàng Khai Phục, Tô Mạch Phong mấy lần. Thực lực của hắn đã đạt tới hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi. Các loại vu pháp hạ bút thành văn, hơn nữa uy lực rất lớn. Uy lực của vu pháp liền có thể làm thương tổn tới thân thể của Diệp Húc được. Thiên địa đại ma thú. Diệp Húc không thể không vận dụng tất cả ảo thai, bàn tay giống như một cái ma bàn kéo vu sĩ này lại, cứng rắn gạt bỏ. Một vu sĩ này hao phí thời gian của hắn thậm chí còn nhiều hơn các vu sĩ trước gộp lại, khiến cho hắn không khỏi nhíu mày. Người trẻ tuổi thực lực không kém, có thể khiêu chiến với ta. Hóa thân Hiên Viên Hạo lại xuất hiện, mỉm cười mà nói. Đột nhiên bóng dáng của hắn khẽ động, ngay sau đó xuất hiện bên người Diệp Húc, tốc độ cực nhanh, thậm chí khiến cho Diệp Húc không thể nào kịp phản ứng. Trường ấn của hắn đặt lên ngực của Diệp Húc, kinh lực đột nhiên bùng nổ, giống như trăm ngàn núi lửa bùng nổ vậy, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ năng lượng. Diệp Húc bị một trường của hắn đánh bay, thân hình chưa tạm dừng, chỉ thấy Hiên Viên Hạo đột nhiên quát lớn, thuần dương chân nguyên biến thành một thanh cự kiếm, nhô lên cao bổ xuống, sắc bén vô cùng. Hiên Viên kiếm. Đồng tử của Diệp Húc co rút lại nhanh chóng. Hiên Viên Hạo lấy vu pháp xuất ra Hiên Viên kiếm, uy năng lớn đến cực đoan, hủy diệt hết thảy. Một kiếm này mà chém lên trên người của hắn, thế tất có thể phá vỡ thân thể của hắn, bổ thành hai nửa. Thật không hổ là cường giả có được tư chất tam bất diệt cánh, không nghĩ tới Hiên Viên Hạo khi còn ở thuần dương cửu phẩm đã lợi hại tới như vậy rồi. Ý thức chiến đấu của hắn, kỹ xảo chiến đấu đều thâm hậu đến đáng sợ. Tu vi của hắn thậm chí vượt xa vũ sĩ dương thần kỳ bình thường. Diệp Húc trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hóa thân vũ sĩ trước mắt này, cho dù là vũ sĩ cửu quan, cũng chỉ khiến cho hắn xuất ra toàn bộ tu vi, cũng không thể khiến cho hắn xuất ra toàn lực được. Mà khối hóa thân của Hiên Viên Hạo này so với vũ sĩ bình thường vừa rồi còn mạnh hơn chục lần. Rốt cuộc cũng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, quyết định toàn lực ứng phó, sống mái với cường giả này. Hiên Viên kiếm thì thế nào chứ? Vạn pháp vạn đính, vạn kiếp vô lượng, nguyên thai bất tử. Lang keng
nguyên công của Diệp Húc vận chuyển, đồng thời thúc giục vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Một bàn tay to xuất hiện, vô số yêu thú tạo thành thiên thiên vạn vạn, đỉnh thật nhỏ. Những đỉnh này cấu thành bàn tay lớn. Nắm thành quyền, nghênh đón Hiên Viên Kiếm, cứng rắn mà chống cho lại. Đây là công kích mạnh nhất của hắn, cửu đỉnh yêu quyết. Hắn từng lấy vu pháp này cứng rắn đánh chết Ngụy Hiên, bóp nát không biết bao nhiêu cái xương cốt của Khổng Chiêu yêu thánh. Tuy rằng lúc này hai đại vu bảo của Diệp Phúc đều không thể dùng, không có vu bảo chấn áp thân thể, nhưng cửu đỉnh yêu quyết uy lực vẫn là không phải nhỏ. Hắn không ngờ lại tính toán cứng rắn đánh lại Hiên Viên Kiếm của Hạo Lão Tổ sao? Hiên Viên Phong trưởng khống hư không kính đối với loại chuyện này rõ như lòng bàn tay. Hắn không khỏi khiếp sợ dị thường. Hiên Viên Kiếm chính là cấm bảo của Hiên Viên gia, trong đó bao gồm một loại cấm pháp đầy đủ, uy lực vô cùng. Một thức vu pháp này của Hiên Viên Hạo, đó là xem cấm bảo này lúc mới sinh uy lực cùng mạnh cực đoan. Chỉ một thức vu pháp này uy lực đã vượt qua đại đa số thần dương chi bảo. Có thể nói Hiên Viên Hạo dùng một thức vu pháp này chính là tuyệt đỉnh cấp, đại biểu cho thành tựu vu pháp tứ cao. Bởi vậy hắn mới giật mình khi nhìn Diệp Húc tính toán đối cứng lại Hiên Viên Kiếm như vậy. Hắn tuyệt đối là không thể tiếp được một thức công kích này của Hạo Lão Tổ. Hiên Viên Phong vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy Hiên Viên Kiếm và kiểu đỉnh yêu quyết của Diệp Húc va chạm vào nhau. Hai loại vu pháp này bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Hai loại vu pháp này có thể nói đều là vu pháp tuyệt đỉnh cấp. Hai cái gặp nhau không ngờ lại đồng thời triệt tiêu. Hiên Viên Phong ánh mắt như rớt ra. Trong bảo hồn giới hư không kính nhấc lên một hồi sóng lớn. Diệp Húc ở trong trung tâm sóng lớn nhưng vẫn lồng lộng như núi, bất động, không chút di động. Oanh! Hắn đánh ra một quyền, quyền phong minh mông, đãng đãng, đều có một loại khí thế bá đạo tuyệt luân. Rầm rầm rầm. Một quyền rồi lại một quyền được hắn đánh ra, quyền pháp phóng khoáng vô cùng, rộng lớn vô biên. Hắn lấy cứng trợ cứng với Hiên Viên Hạo, hơn nữa còn chiếm thế công. Thiên địa, đại ma thú! Diệp Húc đánh tới, hứng khởi, hai tay vừa lật, lập tức bàn tay to như đại ma bàn, hướng Hiên Viên Hạo đánh xuống. Vô số kiều đỉnh thật nhỏ bay chung quanh tay của hắn, điên cuồng chuyển động, va chạm vào nhau, phát ra những tiếng đoang đoang, hội tụ thành dòng nước lũ, ầm vang. Chỉ nam xa! Hiên Viên Hạo hét lớn, quan tưởng chỉ nam xa, chính mình ở trong xe cứng rắn, ngăn trở thiên đại, đại ma thủ. Chỉ nam xa cũng là cấm bảo của Hiên Viên gia, lực phòng ngự rất mạnh. Thiên địa đại ma thủ của Diệp Húc hạ xuống giống như nước lũ cuồn cuộn không ngừng. Nhưng vô số ánh lửa văng khắp nơi, chỉ nam xa này thủy chung vẫn không thể bị xóa nhòa hoàn toàn. Hiên Viên Hạo đứng trong xe, đỉnh đầu dựng lên cự kiếm ngang trời, đánh thẳng xuống Diệp Húc. Không hổ là Hiên Viên Hạo, cường giả có tư chất tam bất diệt cánh, có thể bức ta sử dụng tất cả thế võ rồi. Diệp Húc không để ý tới Hiên Viên Kiếm đang đánh xuống, từ từ phun ra một ngụm chọc khí, hạ giọng mà nói. Đồ thiên thập nhị nguyên thần, hợp là một. Dầm! Bên trong 12 ảo thai phía sau hắn, từng gốc cây ngọc thụ bay ra, cắn nuốt lẫn nhau, biến thành một thể thống nhất. Thế! Nguyên thần ngọc thụ bay lên, dung nhập bên trong thiên địa đại ma thủ, chỉ thấy, chỉ nam xa ầm ầm tan nát, đại ma bàn hạ xuống, đánh Hiên Viên Hạo thành mảnh vụn. Hiên Viên Phong ngây dại, mãi tới khi Diệp Húc đi ra khỏi hư không kính, cũng không có phục hồi lại tinh thần. Diệp Húc cũng đứng tại chỗ, cẩn thận mà suy tư. Hiện tại, ta hẳn có thể khiêu chiến Dương Thần Kỳ. Tuy nhiên, cho dù ta có thi triển toàn lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh tới bát quan. Chín quan cho dù có thể thông quan được, cũng tiêu hao phân nửa tinh lực của ta rồi. Đối mặt với Hiên Viên Hạo, Dương Thần Kỳ, ta không thể thông qua được. Thực lực của hắn quá hùng mạnh. Dương Thần Kỳ tuyệt đối có thể dựa vào tu vi đánh chết Ngụy Hiên, mà ta lại phải mượn vu báo mới đánh được. Cho nên ta không phải là đối thủ của hắn ta. Diệp Húc khẽ nhíu mày. Đông Hoàng Mục khi thông qua cửa này giống như uống nước vậy, chỉ 10 giây đã liền thông quan. Đây thuyết minh hắn cùng với Đông Hoàng Mục vẫn có khoảng cách rất lớn lao. Hơn nữa, Đông Hoàng Mục vượt cấp khiêu chiến chính là đạo lệch trời giữa đại vu và vu sĩ. Phải biết rằng đại vu và vu sĩ Dương Thần cửu phẩm nhìn chỉ cách biệt một cảnh giới, thế nhưng thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Hắn lấy tu vi Dương Thần cửu phẩm đánh chết hóa thần cửu phẩm của Hiên Viên Hạo, lại xâm nhập vào Nguyên Thần Kỳ, liên tiếp giết hai vị đại vu, gặp được tới vậy vị đại vu thứ ba mới thua. Tư chất mạnh đúng là hiếm thấy, có thể xếp hạng thứ 10 trên hư không bảng. Hắn còn mạnh mẽ hơn cả Khổng Chiêu yêu thánh,
Diệp Phúc đối mặt với Khổng Chiêu yêu thánh, không thể không vận dụng vu bảo, uy lực mạnh nhất là đệ nhất sát thần. Vậy mà còn không thể chém giết được hắn. Khi đó tu vi của Khổng Chiêu yêu thánh còn đang chấn áp nguyên thần Nguyên Thiệu, có thể thấy được thất đệ tử của Nguyên Thủy yêu tông lợi hại ra sao. Mà Đông Hoàng Mục lại lợi hại hơn Khổng Chiêu không ít, loại tư chất này tuyệt đối có thể vấn đỉnh vu hoàng. Tu vi càng cao, vượt cấp khiêu chiến càng khó. Nếu như vu sĩ tu luyện tới tam tướng cảnh, tam bất diệt cảnh, vượt cấp gần như là không có khả năng. Đây là bởi vì vu sĩ có thể tu luyện tới tam tướng cảnh, tam bất diệt cảnh, tư chất đều cao tới mức thần kỳ. Mọi người tư chất đều không khác nhau nhiều, trừ phi tư chất của ngươi mạnh mẽ nghịch thiên, nếu không sẽ không có khả năng vượt cấp và khiêu chiến. Cho dù là có, cũng chỉ có thể tính là khá nhỏ, không có khả năng cách biệt mấy đại cảnh giới. Hiên Viên Phong rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại, nhìn về phía Diệp Húc, kinh nghi bất định nói: Người trẻ tuổi, tư chất của ngươi đúng là đủ để đứng trước 20 danh trên hư không bảng. Ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến hay không? Ta phòng chừng tiếp tục, ngươi có thể khiêu chiến tới được Dương Thần cửu phẩm lục quan, thất quan. Thành tích này đủ để đứng trước 10 rồi, có thể đặt song song được với vị Đông Hoàng tiểu ca kia. Hắn không khỏi có chút chờ mong, cười ha hà nói: Hư không kính đã luyện chế thành công 3000 năm, 3000 năm nay vô số tài năng. Tuấn Kiệt đi vào trong kính, tuyển ra 100 người có tư chất mạnh nhất. Không nghĩ tới ngắn ngủi một ngày, lão phu có thể nhìn thấy hai cao thủ xếp hạng trước 10. Đời này của ta xem như là đáng giá, đáng giá. Lời vừa nói ra, hơn 10 người đứng ở trước hư không kính lặng ngắt như tờ. Diệp Húc vượt cấp 31 tiểu cảnh giới, không ngờ có thể khiêu chiến thành công, khai thông một cửa cuối cùng, đánh bại thuần dương cửu phẩm Hiên Viên Hạo. Phân tích chiến lược này mạnh mẽ thái quá. Hơn nữa, nghe ý tứ của Hiên Viên Phong, Diệp Húc còn đủ thực lực để tiếp tục nâng cao về phía trước nữa, thậm chí có khả năng bước nhập vào hàng ngũ trước 10. Đây là loại tư chất yêu nghiệt cỡ nào đây? Hiên Viên Phong mong chờ nhìn Diệp Húc, chờ hắn đáp lời. Cho dù là hắn cũng không khỏi có chút kích động, khó có thể bình tĩnh. Diệp Húc chỉ có tu vi ảo thai ngũ phẩm, nhưng chân nguyên, nguyên thần của hắn dũng mãnh tới trình độ không thua kém gì thuần dương cửu phẩm Hiên Viên Hạo, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Phần tư chất này cực kỳ hiếm thấy. Phong tiền bối, ta không nắm chắc khiêu chiến Dương Thần cửu phẩm. Diệp Húc lắc đầu, nhẹ giọng cười nói: Nếu không có nắm chắc, ta còn không đi thử, xin tiền bối thứ lỗi cho. Hiên Viên Phong lộ ra vẻ tiếc hận, thở dài nói: Người nếu là không thử một lần, liền không có tư cách bước vào trước 10 hư không cảnh, chỉ có thể xếp hạng thứ 20 thôi. Kỳ thực xếp hạng của ngươi còn có không gian rất lớn để mà tăng lên kìa. Hắn thấy Diệp Húc đứng bất động, biết hắn không tính toán tiếp tục khiêu chiến, lại thở dài, trầm giọng mà nói: Người trẻ tuổi, người tên là gì? Ta muốn đưa tên ngươi lên trên hư không bảng. Tống Cao Đức. Diệp Húc thản nhiên nói. Hiên Viên Phong động dung, tán thưởng nói: Ta nguyên tưởng rằng ngươi là tài năng Tuấn Kiệt, đã nổi danh từ lâu, lại không ngờ chưa từng nghe thấy danh hiệu của Tống Tiểu Ca. Tống Tiểu Ca ngươi một trận chiến thành danh, hiện giờ trên bảng xếp hạng hư không bảng đứng thứ 20. Sau không lâu nữa, ngươi chắc chắn danh chấn thiên hạ, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Hiên Viên Như Nguyệt nhấp nháy mắt, hướng tới Tống Cao Đức bên người, nhỏ giọng mà nói: Tống huynh, ngươi sắp danh chấn thiên hạ, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Ồ, ngươi chiếm tiện nghi rất lớn mà. Tống Cao Đức lại rơi đầy mặt nói: Ta về sau cũng có thể lộ mặt ra được hay sao? Hắn lại rơi đầy mặt, không nói gì mà thầm hỏi Thương Thiên. Hiên Viên Như Nguyệt trong mắt đổi tới đổi lui, đột nhiên cười khanh khách nói: Phong gia gia, người nói hiện giờ Diệp Thiếu Bảo, Diệp Lão Ma người nổi bật nhất hiện nay mà tới nơi này, có thể xếp hạng mấy bên trong hư không bảng vậy? Có thể tiến vào trước 10 hay không vậy? Hiên Viên Phong nao nao, cẩn thận suy tư một lát, cười nói: Chiếu theo chiến tích của Diệp Thiếu Bảo mà xem, người này đích xác có thể có tên trên hư không bảng. Hắn chiến một trận với Ngụy Hiên, chém giết Ngụy Hiên. Tuy rằng hắn là dựa vào trọng bảo chấn áp thân thể, nhưng ngoại trừ trọng bảo, thực lực của hắn cũng cực kỳ kinh người. Ta không thấy hắn ra tay, nhưng thấy được đủ loại chiến tích của hắn, hơn phân nữa có thể tiến vào hư không bảng trước 20, sẽ không xếp hạng thấp hơn Tống Tiểu Ca này đâu. Hắn thở dài mà nói tiếp: Hiện giờ nhân tài xuất hiện lớp lớp, còn có không ít người không biết đến hư không bảng, hư không kính. Ví dụ như Thiên Yêu Cung, Kiểu Đầu Giao Thánh, thực lực cực kỳ hùng mạnh, chính là người có tư chất cao nhất của Thiên Yêu Cung.
còn có Nguyên Thủy Yêu Tông, Yêu Hoàng, 7 vị đệ tử, nhân vật thiên tài của Nguyên Thủy Thánh Tông, cùng với các cao thủ trẻ tuổi được các thánh địa khác như Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Đại Phạm Âm Lôi Tử. Nếu như bọn họ thí nghiệm một phen, ta dám khẳng định tên trên hư không bảng thế sẽ biến đổi kìa. Thậm chí vài vị xếp hạng trước 10 này đều buông lỏng vị trí, rất có khả năng bị người khác chen lên. Mọi người không khỏi hoảng sợ. Những người trước 10 trên hư không bảng đều là cường giả thế hệ trước, bọn họ nổi danh với những chiến tích đã lâu, ví dụ như Thủy Hoàng Đế, Thái Tông Hoàng Đế, Đại Hán Vũ Đế đều là hoàng triều bá chủ. Mặt khác còn có Tinh Đế, Ứng Tông Đạo, đám người đứng đầu một đại thánh địa. Những người này tư chất có thể nói vấn đỉnh vô hoàng. Bọn họ chiếm cứ vị trí trên hư không bảng không biết bao nhiêu năm tháng, ai có thể đẩy bọn họ xuống được đây? Đương thời thiên tài nhiều như sao, mỗi một thánh địa đều có nhân vật tư chất xuất chúng, trong đó có đủ nhân tài như Đông Hoàng Mục hay Diệp Húc. Có người có tiếng lành đồn xa, có người lại không có tiếng tăm gì. Hư không bảng dù sao cũng là do Hiên Viên gia chế định, không có khả năng đem tất cả anh tài thiên hạ kéo tới để cho bọn họ chui vào hư không kính thí nghiệm một phen, làm ra xếp hạng chuẩn xác. Vấn đỉnh vô hoàng sao? Diệp Húc thầm nghĩ. Hư không bảng chỉ là đại biểu cho tư chất vấn đỉnh vô hoàng mà thôi. Tình Đế rồi Ứng Sư Huynh, đám người này trước mắt cũng không phải là vô hoàng. Thủy Hoàng Đế, Thái Tông Hoàng Đế và Vũ Đế, đám người này đều đã chết cả rồi. Hư không bảng xếp hạng trước người chỉ có đệ nhất nhân là không biết có thành tựu gì. Hắn hướng tới hư không bảng vị trí thứ nhất nhìn lại, chỉ thấy tên đã bị người hủy đi, trông giống một khoảng. Phong tiền bối, hư không bảng đệ nhất nhân tới thật cùng là ai vậy? Tống Cao Đức cũng không kìm được lòng hiếu kỳ mà hỏi. Đám người Lý Huyền Tố cũng đồng thời rất tò mò. Hiên Viên gia mọi người lâm vào trầm mặc, dường như khó có thể mở miệng. Hiên Viên Phong im lặng thật lâu, từ từ phun ra một ngụm chọc khí nói. Ma Hoàng. Sao? Hằng cổ ma vực Ma Hoàng ư? Mọi người đều biến sắc. Lý Huyền Tố thất thanh nói. Ma Hoàng không ngờ cũng tới Hiên Viên gia sao? Thậm chí còn lưu lại tên của hắn trên hư không bảng sao? Diệp Húc hướng tới Hiên Viên Như Nguyệt hỏi. Ai là Ma Hoàng vậy? Hiên Viên Như Nguyệt chưa kịp trả lời, Tống Cao Đức đã nhỏ giọng nói. Ma Hoàng là bá chủ hàng cổ ma vực, người này kinh tài tuyệt diễm, quét ngang đương thời. Tên của Ma Hoàng là cấm kỵ, thực lực của Ma Hoàng thiên nhân khó lường. Nghe nói có người nếu đọc ra tên của hắn, hắn sẽ biết vị trí của người nó, đánh chết đối phương kìa. Một đệ tử Hiên Viên gia run giọng nói. Cho nên trên hư không bảng mới không xuất hiện tên của hắn. Ta còn nghe nói hắn sớm trở thành vua hoàng, không ai là đối thủ của hắn, cho dù là người đứng đầu các đại thánh địa cũng không thể. Lại có một đệ tử Hiên Viên gia mặt mang vẻ sợ hãi nhỏ giọng mà nói. Hiên Viên Phong trầm giọng nói. Trên hư không bảng không phải là không ghi lại tên của Ma Hoàng, mà là khi hắn trở thành vua hoàng, tên này cũng tự động biến mất đi. Hắn hẳn là dùng pháp lực vô thượng của mình xóa tên của mình đi rồi. Người này là bá chủ ma vực, nhân vật gần như là vô địch. Hơn nữa dã tâm bừng bừng, tính toán thống nhất ma vực thập địa. Nếu là hắn thống nhất được 10 tầng viễn cổ địa ngục của hàng cổ ma vực, sẽ duỗi xúc tu lên mặt đất, chiếm lĩnh cả nhân gian. Hey, cũng may các đại thánh địa của chúng ta đều có cấm bảo chấn áp số mệnh. Nếu như Ma Hoàng tới, khẳng định sẽ chết vô cùng thê thảm. Một vũ sĩ cười nói. Những người khác không thể cười ra tiếng, sắc mặt ngưng trọng. Vu Hoàng chính là vu sĩ hùng mạnh nhất, thiên đế không ra tay, ai có thể là đối thủ của Vu Hoàng? Chỉ có Vu Hoàng mới có thể đối kháng với Vu Hoàng, cấm bảo cũng không được. Cấm bảo là bảo vật do Vu Hoàng luyện chế, nhốt vào bên trong một đạo cấm pháp đầy đủ, tương đương với một kích của Vu Hoàng. Các đại thánh địa tập trung lực lượng của cả phái mới có thể kích hoạt được cấm bảo, tương đương với một vị Vu Hoàng trấn thủ. Tuy nhiên, cấm bảo dù sao cũng là vật chết, còn không phải là Vu Hoàng chân chính. Nếu Ma Hoàng đột kích, cho dù là cấm bảo sống lại, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Bởi vậy Ma Hoàng dường như là một tòa núi lớn, đặt trên đỉnh đầu các đại thánh địa. Cho dù là Thiên Đế Thế Gia, Hiên Viên Gia cũng kiêng kỵ Ma Hoàng vạn phần, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng trở thành cấm kỵ, không thể đề cập tới. Các thế lực bên trong hàng của ma vực rất là phức tạp, nhưng ma chủ khác cũng không phải là bình thường. Ma Hoàng muốn thống nhất ma vực thập địa còn lâu lắm. Hiên Viên Phong mặt giãn ra cười nói. So sánh với Ma Hoàng xâm nhập, dù sao cũng là chuyện cực kỳ xa xôi, mà lúc này đang có một đại kiếp nạn. Lý Huyền Tố chính khí nghiêm nghị, lạnh giọng mà nói. Chư vị, Diệp Húc, Diệp Lão Ma bản thân trọng thương, tính toán tới di chỉ kinh đô Cuối Thể Thương tìm kiếm linh đan rượu dược của Thương Hoàng trị liệu thương thế.
ma đầu này giết người vô tính, thậm chí ngay cả Lạc Gia Sơn cũng bị hắn tiêu diệt. Người này tư chất mặc dù tốt nhưng tu vi không cao, hơn nữa bản thân trọng thương, đúng là thời cơ tốt nhất để diệt trừ hắn ta. Hắn thi lễ với chung quanh rồi cất cao giọng nói: nếu để hắn tiếp tục trưởng thành xuống là một mối họa tâm phúc lớn, nói không chừng tương lai lại là một ma hoàng nữa kìa. Bởi vậy Lý Mỗ khẩn cầu các vị cùng ta đồng loạt ra tay tiêu diệt tên ma đầu này. Hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Diệp Phúc cười nói: Tống huynh, người chính là nhân vật xếp hạng 20 trên hư không bảng. Nếu có người gia nhập liên minh, Diệp lão ma tất chạy trời không khỏi nắng rồi. Đám người Lý Huyền Tố vừa mới giễu cợt Diệp Phúc đủ điều, nay lại tận lực mượn sức hắn, đơn giản là vì thấy Diệp Phúc lại có thể vượt qua 31 cái cảnh giới nhỏ, đả thông thần dương cực phẩm, thực lực cường hãn, tư chất tuyệt luân, có thể sánh với Đông Hoàng Mục, bởi vậy đồng ý muốn mời hắn cùng nhau trừ ma. Tống Cao Đức nghe được lời nói của Lý Huyền Tố không khỏi lộ ra thần sắc giờ khóc giờ cười. Vì tiểu thiên vương Lý Huyền Tố này thật tìm đúng người rồi, không ngờ lại đi tìm Diệp Phúc tự mình đi giết chính mình. Đây không phải là ngại chết quá chậm hay sao? Hiên viên Như Nguyệt kích động muốn chết, ra sức nháy mắt ra hiệu với Diệp Phúc, hận không thể đồng ý thay hắn. Nàng thấy tự mình giết chính mình chắc chắn là một chuyện cực kỳ thú vị. Chu diệt tà ma, nghĩa bất dung tử, nếu như Lý huynh đã mời, Tống Mỗ đương nhiên theo mệnh, ta cũng muốn xem một chút xem Diệp lão ma danh dương thiên hạ đến tận cùng có thủ đoạn gì. Diệp Húc dõng dạc nói: nhưng mà ta cùng với Hiên Viên Quang, Hiên Viên huynh từng có giao hẹn, cùng hắn cùng nhau đuổi giết Khổng Chiêu Yêu Thánh, tạm thời không thể thoát thân được. Sao? Khổng Chiêu Yêu Thánh ư? Lý Huyền Tố nhíu mày trầm giọng mà nói: kẻ này đã gây ra chuyện gì lại làm cho Tống huynh tức giận như vậy? Diệp Phúc kể sơ qua chuyện Khổng Chiêu Thánh tàn sát dân thành. Một gã đệ tử Hiên Viên Gia nghe đến đó sắc mặt kịch biến, tức giận mà nói: hành vi của Khổng Chiêu còn làm cho người ta phải căm phẫn hơn cả Diệp Thiếu Bảo. Ít nhất Diệp Thiếu Bảo chỉ nhằm vào những vu sĩ từng có đụng chạm với hắn, mà Khổng Chiêu lại giết hại dân thường, tội ác tày trời. Kẻ này chưa được diệt trừ, thiên lý khó dung. Lý huynh, tất cả đệ tử Hiên Viên Gia ta chỉ e không thể cùng huynh đuổi giết Diệp Thiếu Bảo được rồi. Hắn lập tức dẫn đám đệ tử Hiên Viên Gia rời đi, hẳn là thông báo cho Hiên Viên Gia cao tầng nghe theo quyết định của cao tầng, sau đó liên hợp với mấy đại thánh địa đuổi giết Khổng Chiêu Yêu Thánh khắp nơi. Trong tâm Diệp Húc rất có hảo cảm với người này, vừa rồi vị đệ tử Hiên Viên Gia tuy nói năng lỗ mãng với hắn, nghi ngờ hắn có thể xấm quan hay không, nhưng người này rất chuộc chính nghĩa, là đúng hay sai bên nặng bên nhẹ đều phân chia rất rõ. Lý Huyền Tố thấy hắn mang theo một đám đệ tử Hiên Viên Gia rời đi, sắc mặt khẽ biến. Hắn vốn định lôi kéo đám đệ tử Hiên Viên Gia cùng hành động cướp giết Diệp Húc, không ngờ một lời nói của Tống Cao Đức liền làm hỏng đi kế hoạch của hắn. Các vị, còn có ai nguyện ý cùng ta đuổi giết Diệp Thiếu Bảo không? Hắn nhìn khắp bốn phía cười lớn mà nói. Vài tên vu sĩ yêu tộc liếc nhau, lắc đầu. Tốc độ chạy trốn của Diệp lão ma quá nhanh, chỉ dựa vào chúng ta tuy là có thể thắng hắn nhưng lại không thể giữ hắn lại được. Nếu như muốn giữ tên ma đầu này lại thì còn phải cần nhiều nhân thủ hơn, chỉ dựa vào mấy người chúng ta e là không thành được. Lý Huyền Tố cười nói. Tin tức ma đầu kia đi Ân Khư bị lộ, trên đường đi có không biết bao nhiêu cao thủ muốn giết hắn. Các vị, không bằng ta cùng nhau khởi hành tìm kiếm đồng đạo, quảng mời quần hào thiên hạ ở cửa vào của Ân Khư tổ chức một đại hội trừ ma. Hắn ta khẩn thiết nhìn Diệp Húc rồi cười nói. Tống huynh, Khổng Chiêu Thánh phải giết, nhưng Diệp ma đầu cũng không thể bỏ qua được. Đại hội trừ ma tổ chức mong là Tống huynh sẽ đến. Diệp Húc khẽ gật đầu, ý vị thâm trường mà nói. Đến lúc đó Tống Mỗ nhất định sẽ trình diễn gặp anh hào các nơi. Lý Huyền Tố cùng vài tên vu sĩ lập tức cáo từ rời đi. Diệp Húc cũng rời khỏi hư không kính, trở lại trong thành. Tống Cao Đức thấp giọng mà nói. Lão đệ, người muốn đại khai sát giới hay sao? Hiên viên Như Nguyệt hưng phấn đến phát run nói. Cuối cùng Diệp Thiếu Bảo cũng bắt đầu hành trình giết chóc rồi sao? Ta nghe qua chuyện của ngươi, những nơi đi qua máu chảy thành sông, không một ngọn cỏ sống được. Chẳng lẽ ngươi thừa dịp đại hội trừ ma hốt gọn đám các thủ đuổi giết ngươi hay sao? Diệp Húc lắc đầu, bác bỏ vấn đề nàng ta đưa ra rồi cười khổ nói. Ta cũng không phải là ma đầu thích giết chóc như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó được? Như Nguyệt, ngươi tưởng tượng ta thật không chịu nổi rồi. Hắn không khỏi tò mò đánh giá Hiên viên Như Nguyệt vài lần. So với Hiên viên Quang thật thà chất phác, nha đầu này tàn ác hơn nhiều, rất có tiềm chất
để trở thành ma đầu. Hiên viên Như Nguyệt kích động vạn phần mà nói: ta có thể tưởng tượng ra được, đến lúc đó khi đến cửa vào của ân khư rồi, tất nhiên sẽ là việc trọng đại. Không biết bao nhiêu cao thủ cùng với yêu vương trẻ tuổi đều đến cả, thậm chí đại vua tam thần cánh cũng không phải là ít đâu. Loại chuyện náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu ta được đây? Người nhất định là phải mang ta đi cùng. Ba người tới nhà của Hiên viên Như Nguyệt, chỉ thấy Hiên viên Quang mặt âm trầm đi ra khỏi thư phòng. Nhìn thấy Hiên viên Như Nguyệt, sắc mặt lại trầm xuống vài phần. Cái con nhà đầu chết tiệt kia! Hắn vừa mới mở miệng, Hiên viên Như Nguyệt ác nhân cáo trạng trước, díu ra díu dít nói: huynh, sao huynh lại đi ra khỏi thư phòng vậy? Cha mà biết chắc sẽ đánh cho mông huynh nở hoa kìa. Muội còn gạt ta sao? Ta vừa hỏi nhị bá rồi, ông ấy nói cha không ở nhà, đã đi dạo chơi rồi, không biết khi nào mới trở về kìa. Hiên viên Quang cả giận nói: nhà đầu chết tiệt kia, làm hại ta mất mặt chức bằng hữu kìa. Hiên viên Như Nguyệt đắc ý rào rạt cười nói: ca ca, chuyện tốt huynh làm muội đều biết cả, muội đã biết chính là cha đã biết rồi. Huynh lại nổi nóng với muội, muội sẽ tố cáo cho cha. Tứ giới đều phạm, nếu mà cha mà biết, cái kia sắc mặt nhất định là sẽ rất thú vị mà. Hiên viên Quang dùng mình một cái, nhìn về phía Diệp Phúc và Tống Cao Đức, chỉ thấy hai người yên lặng gật đầu, thừa nhận thân phận đã bại lộ. Hắn lại cả kinh trong lòng, cười nói: muội muội, tốt xấu gì thì chúng ta cũng là huynh muội ruột thịt. Đâu có đâu có. Đôi mắt của Hiên viên Như Nguyệt cong lên như trăng khuyết, cười nói: chỉ cần huynh và Diệp huynh mang muội ra ngoài, cùng đi truy sát Khổng Trương Yêu Thánh, muội sẽ không nói cho cha biết đâu. Hiên viên Quang nghiêm mặt lại, không hài lòng mà nói: hay, lòng người bên ngoài hiểm ác, ta... huynh, lời này của huynh thật giống cha, đúng là khắc từ một bản ra mà. Hiên viên Như Nguyệt thiên ngang lẫm liệt mà nói: nếu huynh không đồng ý, muội sẽ nói cho cha. Huynh cùng với Diệp Lão Ma tàn sát đồng đạo, đổ thán sinh linh, không chuyện ác nào không làm, hơn nữa còn đổ sát trên trăm họ Thành Lạc Vương, ý đổ vô oan lên đầu Khổng Trương Yêu Thánh. Muội nghĩ cha nhất định sẽ quân pháp bất vị thân, bắt huynh đi Điền Hải Nhãn chấn áp 300 năm kìa. Sắc mặt của Hiên viên Quang khổ xuống, quay đầu cầu cứu hai người Diệp Phúc. Diệp Phúc còn chưa kịp nói, Hiên viên Như Nguyệt chớp chớp mắt cười nói: nếu muội mà hô một tiếng to, Diệp thiếu bảo ở chỗ này, đại hội trừ ma sẽ tổ chức ở nhà ta trước tiên kìa. Nghe vậy, Diệp Phúc vội vàng liền im miệng. Tống Cao Đức lòng còn sợ hãi cười nói: may mắn lão tử không có nhược điểm bị bà cô nhỏ này nắm được. Hiên viên huynh, người nếu có một nửa thông minh cơ trí như muội muội của ngươi thì ngươi tất có thể hoành hành giang hồ không kiêng nể gì rồi. Hiên viên Quang ồm ồm nói: thông minh là thứ không học được, nhưng bên ngoài quả thật là vô cùng hung hiểm. Vì huynh mới đi ra vài ngày đã suýt chút nữa bị Khổng Như Chiêu Yêu Thánh giết chết rồi. Dù muội có tố cáo với cha đi chăng nữa, ta cũng không cho muội đi đâu. Hiên viên Như Nguyệt ném ánh mắt cầu cứu tới Diệp Phúc. Diệp Phúc lặng lẽ gật đầu, ý bảo cô ta bình tĩnh chớ nóng vội. Nha đầu này lập tức tươi cười đầy mặt, hoàn toàn không nhắc tới chuyện vừa rồi. Hiên viên huynh, cao tầng nhà ngươi đã biết chuyện Thành Lạc Vương, như vậy chắc sắp có quyết định truyền tới rồi. Chiêu lệnh thiên hạ mà đổi giết Khổng Chiêu kìa. Diệp Phúc cười nói: tốc độ của Khổng Chiêu cũng không kém ta là mấy. Theo như ta thấy, chỉ e là không có bao nhiêu người có thể đuổi kịp hắn ta đâu. Bất quá có các cao thủ của các đại thánh địa đuổi giết, như vậy cuộc sống của hắn chắc chắn là còn khó qua hơn ta kìa. Hắn cười ha ha, Khổng Chiêu Thánh tính đội chậu phân lên đầu của hắn, không ngờ lại bị lật thuyền trong mương. Sau này, con chim đó sẽ phải sống những ngày tháng kinh hoàng vì bị đuổi giết rồi. Nhìn thấy kẻ khác bị đuổi giết, Diệp Phúc cảm thấy rất chẳng khoái ở trong lòng. Diệp huynh, huynh còn định đi đến ân khư không vậy? Hiên viên Quang cắn chặt răng nói: nếu người đi, ta cũng liều mình đi cùng ngươi. Ân khư, ta nhất định phải đi rồi. Diệp Phúc trầm giọng nói: nơi đó có thứ quan trọng giúp ta nâng cao thực lực, không thể không đi được. Hiên viên huynh, ngươi... thôi, ngươi không cần nói nữa, ta nợ ngươi hai cái mạng, cho dù có phải bỏ mạng cũng phải giao cho bằng hữu ngươi. Liều mình cùng bằng hữu xông pha nơi nguy hiểm có gì là không thể. Hiên viên Quang cười nói. Tống Cao Đức nghe thấy hắn ta nói như thế, trong tâm sục sôi cười nói: hiên viên huynh trọng trượng nghĩa như vậy, nếu ta không đi chẳng phải là ta sợ chết rồi sao? Cho dù ân khư có là hang rồng huyệt hổ, ta cũng phải xông vào một lần. Diệp Phúc cảm động vạn phần, cười dài nói: được, một khi đã như vậy, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Còn có ta này. Hiên viên Như Nguyệt giơ cái tay nhỏ bé của mình lên, hân hoan mà nói:
Hiên Viên Quang coi như không thấy, cười nói: "Để ta đi thông báo cho cao tầng trong nhà một tiếng, sau đó sẽ lập tức xuất phát cùng hai vị huynh đệ." Dứt lời, hắn bay đi hướng chỗ cao. Diệp Phúc chờ hắn đi xa rồi, Tế Ngọc Lâu lên cười nói: "Như Nguyệt, ngươi trốn ở trong Ngọc Lâu của ta đi, sẽ không ai biết ngươi cùng chúng ta rời đi đâu." Hiên Viên Như Nguyệt mừng rỡ đi đến trong Ngọc Lâu của hắn, nàng cười nói: "Ngươi đừng có quên thả ta ra đấy, ta còn muốn chính mắt nhìn thấy đại hội trừ ma kìa." Diệp Phúc gật đầu. Tống Cao Đức ở bên cạnh lại gấp gần chết, oán giận mà nói: "Thiếu Bảo, người bắt cóc con gái của Hiên Viên gia, người muốn rước lấy sự đuổi giết của họ hay sao?" "Hẳn là không đến mức đó đâu." Diệp Phúc buồn bực nói: người có biết gia chủ hiện nay của Hiên Viên gia là ai không vậy?" Tống Cao Đức còn định nói thêm, chỉ thấy Hiên Viên Quang đã trở về, vội vàng nói khẽ: "Phụ thân của Hiên Viên huynh chính là đương kim gia chủ của Hiên Viên gia. Huynh đệ người bắt cóc tiểu công chúa Hiên Viên gia chính là muốn chết kìa." Hiên Viên Quang trở lại bên cạnh hai người, nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lên tiếng nói: "Muội muội ta không có ở đây sao? Hay quá rồi, chúng ta đi nhanh thôi." Hắn cùng với Diệp Phúc và Tống Cao Đức cùng bay đi hướng Hiên Viên Kiếm. Hắn lại tiếp tục nói: "Ta không mang theo con bé là vì tốt cho nó thôi. Con bé chính là tâm can bảo bối của cha ta. Nếu như cha ta trở về mà không thấy nó ở nhà, chắc chắn sẽ nổi giận cơn lôi đình. Lần trước con bé vụng trộm ra ngoài bị thiên ma tộc bắt đi, cha ta đuổi giết đến tận tầng thứ 8 của hàng cổ ma vực, chém giết không ít đại vua ma tộc. Cũng may chúng ta không mang con bé đi theo. Diệp huynh, mà sao sắc mặt của huynh không tốt cho lắm vậy? Có chuyện gì vậy?" "À, không có việc gì." Sắc mặt của Diệp Phúc có chút không tốt, thầm nghĩ: "Chờ đến nơi không có ai thì lén nút vứt cái mầm tai họa này đi, cách cô ta càng xa càng tốt. Con bà nó chứ, ta đã bắt cóc hai vị công chúa Thiên Đô Cung, nếu như bắt cóc thêm tiểu công chúa Hiên Viên gia, ta đây chắc vui lớn rồi." Hắn khẽ thở ra một hơi, thầm nghĩ: "Kỳ thực người ngoài sao biết được, ta đây đều là do cuộc sống bức bách mà thôi." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 83 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.